thức ăn healthy. Với lại Dung có bỏ bột xù nè, các bạn thấy nó vàng vàng á. Ớt chai này rất là giòn nha mọi người. Dung cũng bỏ bột ớt trong này rồi nên nó cay rồi, mình không có cần bỏ từ ớt sriracha. Ăn tiếng thơm mọi người. Có hai mình nghĩ thử vậy nè. Hôm nay mặt mặt nha mọi người. Không biết nổi nào đúng không? Hôm nay buổi sáng mình nghỉ rồi. Bây giờ Dung sẽ ăn tiếp bắp xào nha, rồi hẹn mọi người buổi tối. Thì tay nắng làm sao với được chịu pha đi, đợi trong đây rất là lâu, thường thường nhiều khi mà đợi đây nửa tiếng luôn á mọi người, nó xe sắp xếp hàng dài dài, nhiều khi á sắp ra tới đường luôn á. Đây nè, đây là chợ BJ's, cũng là một loại chợ bán sỉ đó nha mọi người. Bữa nào mình sẽ dẫn mọi người trong vô trong đó. Còn các bạn nào chưa coi á thì Dung có làm một video mà đi Sam's Club, là một cái đó cũng là một chợ sỉ. Cho mọi người biết bác order cái gì bác? Cái này là aroma latte đá, cà phê đá, cà phê sữa đá của thằng aroma này. Nó làm cái riêng cái loại này là của nó, đặc biệt của nó. Còn mấy cái kia là thường thường là ai cũng có loại này. Mỗi một cái quán cà phê nó có một cái đặc biệt, ví dụ như aroma nó có aroma, aroma Starbucks thì nó có cái Starbucks loại đặc biệt chỉ có riêng nó thôi. One extra shot. Extra shot là extra shot là giống như là uống đậm thêm á, gọi là extra shot. Cái này là cũng gọi là đậm rồi, mà nó bỏ hơi ít đá, trời nóng mà nó bỏ ít đá cũng không có lạnh. Uống thử miếng. Bị đắng. Đậm đà tình quê hương, uống này nhớ Việt Nam. Xa quê hương nhớ ghệ hiền. Các bạn ơi, hiện giờ mình đã tới chỗ làm rồi nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giúp ba lót gạch. Mà trước khi mình lót gạch đó, thì hồi xưa đó mọi người, cái chỗ này là thảm, nên ở dưới cái thảm đó, sẽ có những cái chất dính giống như là cao su vậy mọi người. Thì mình phải rưới cái nước này lên, rồi mình sẽ cạo hết cái này, những cái chất mà dính này nè ra nè. Ôi, lâu mình cũng phải lao động một chút hay mọi người. Hồi xưa mọi người thì nhà mình nó có nghề neo, nhưng mà hiện giờ nghề neo á
gia chạm nhiều người quá, nên ba mình cũng có tay nghề nên ba mình sẽ đi sửa chữa nhà nha mọi người. Đây là công việc thứ hai của ba mình. Vì corona mình cũng đã dẹp công việc riêng của mình. Mình giờ chỉ đi học và phụ ba thôi. Bây giờ mình sẽ theo ba mình đi Home Depot nha mọi người, để mua vật liệu. Ba ơi chờ con với. Trong lúc ba mình nói chuyện với nhân viên, mình sẽ đi coi đồ Halloween. Boo. Các bạn thấy không, đẹp chưa? Trái bí nè. Búp búp. Ôi, mình không thích mấy con này chút xíu nào. Mình không thích búp bê. Rồi, trở lại làm việc thôi. Dung đang quét những dư âm của ngày hôm qua. Mấy cái bụi, rồi mấy cái đồ mà rớt dưới đất á mọi người. Rồi, 4 giờ chiều, mình ăn trưa thôi. Hôm nay Dung thèm KFC nên ba đã mua KFC cho Dung ăn. Hai cho con mình bụi đời nè mọi người. Đây là phòng làm việc của mình mà mình lấy để ăn trưa luôn. Làm việc nặng nên mình thấy ăn KFC rất là ngon. Đã quá. Hey, trời đã tối rồi mọi người ơi, nhưng mà công việc vẫn chưa xong. Dung với bà Dung sẽ cố gắng làm thêm cho hết công việc này. Thường thường mình đi về là khoảng 9 hoặc 10 giờ đêm đó mọi người ơi. Các bạn thấy mình đã thay đồ rồi đúng không? Trời, không phải lạnh lắm mọi người. Cái nền này hiện giờ đang bị chinh nên mình phải đổ cái chất leveler này để cho cái nền mình hết bị chinh rồi mình mới lót gạch thêm nữa. Ôi cái dáng ba mình dễ thương chưa kìa. Hai cho con suốt ngày ngồi chùm hổm không mọi người ơi. Một người một góc. Chừng nào đau lưng thì mình sẽ lại xàm với ba mình. Rồi mọi người ơi, mình xin kết thúc video này bằng tặng các bạn một bài hát mình hát hồi sáng này trên xe nha. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Dân quê tôi sống trăng, đã bao đời dòng mưa dài nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngon như sữa mẹ mát ngọt đời con. Sống quê tôi đối về ba ngã, cây trái ngọt uống dòng phù sa, đường qua trường khánh có người bàn hoa, tuổi trẻ tôi hiểu ta lo thiên. Về đại tâm thăm người bạn Khmer, nghe hát dù kê già điệu múa lâm thôn. Sống xa bãi bòn tô na bòn tô na bòn ơi, về lại quê hương sống trăng, lũy tre làng hàng giữa rậm bóng. Dù đi muôn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau.
trong quê tôi đối về ba ngã, cây trái ngọt uống dòng phù sa. Đứng qua trường khánh có người bán hoa, tôi trẻ hoa tiêu ta lo thiên. Về đại tâm thăm người bạn Khmer, nghe hát dù kế già điệu múa lâm thôn. Rầm bông dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Hãy subscribe.